Bây giờ anh em mình đi tham quan thị trấn Chư Bà Rông này cả nhà. Dắt anh em đi lại quanh lên quanh đây chơi. Ai không ăn dài đi trời mưa. Ừ, cả nhà ơi, thì anh em mình đang có mặt tại thác Sung Khoen nha cả nhà, huyện Chư Bà Rông, tỉnh Gia Lai. Đó, và vừa tới thì khi thấy cái cảnh view thác đẹp thì ai cũng anh em là liền vớt lại cam ra liền, không có nói nhiều nha. Đó, lên liền, chịu không có nổi. Đó, anh em mà chơi lai cam mà hiểu rồi, khi mà nhìn thấy phong cảnh đẹp là chịu không nổi liền. Đó, bên kia em Hoàng cũng vừa cất cánh nha nha, nguyên hai. Thì để cho cả nhà khỏi tò mò ha, mình vào đây mình quay thác cho cả nhà mình xem. Tại nếu như ai có theo dõi kênh YouTube mình lúc trước á thì sẽ biết thác Sung Khoen đẹp như thế nào nha. Thì lần trước mình có leo xuống dưới rồi, mà lần này mình không dám, ở cả nhà lần trước chơi hơi quá liều ha. Đó, nhà thấy sao, ok không, tuyệt vời. Cái này mà xuống dưới cắm trại đồ ha, y bài luôn, mọi người thấy không, khu vực ở dưới xuống cắm trại y bài luôn, quang cảnh nè. Đó, giờ này là đang mùa khô ha cả nhà, mùa khô nên thác chảy ít, chứ mọi lần á là thác chảy từ bên kia qua bên này luôn, rất là đẹp đó. Nhưng mà mùa nước á, mùa nước thì không đẹp bằng, mùa nước nhiều lại không đẹp bằng bây giờ. Bây giờ nước nó trắng xóa, còn mùa nước thì nước nó sẽ màu vàng màu đỏ cả nhà. Đây em Mini Ba Rồ đang lượn lự ở đây. Cả nhà giờ tụi em mình đã đi thác Sung Khoen xong rồi cả nhà. Bây giờ chuẩn bị qua bên thác Đội Năm. Mà thác Đội Năm đi không nổi, thác Đội Năm đi xe đi không nổi, dốc cao lắm. Vậy phải về cái gì ta? Cái nhà Rông nha cả nhà. Okay. Nhà Rông. Thì nhà Rông cho mấy anh em chiêm ngưỡng, chứ mình thì đi rồi nha. Nhưng mà cũng phải quay lại cho cả nhà mình xem ha. Dốc này cao quá không có dừng được. Hết dừng được. Ngày mai đi dừng được gì là bay đi. Hết dừng được Hoàng ơi, dốc này không dừng được. Đây bây giờ anh em mình tới khu nhà Rông của Chư Rông nha. U này mở cửa kìa. Xin vào được á. Xin vào được á. Đi. Hả? Xin vô. Cho biết chứ. Cho biết chứ. Ủa chưa vào bây giờ lắm hả? Ủa đang rửa nhà trong đó rồi. Ủa đang rửa, đang vệ sinh. Vệ sinh rồi. Xin chào tất cả các bạn.
Thánh live stream nha cả nhà. Thánh live stream. Giờ cái nhà rông thì đang mở cửa nha. Leo lên coi thử coi coi họ có cho vô xem không. Quên mang cái đèn theo rồi. Anh cứ cho vô xem được không anh? Có cái gì đâu đấy mà xem. Dạ, ok. Vô đây mà xem, có cái gì đâu toàn. Dạ. Đi đây lần thứ hai mới được vô xem cái này nha. Ồ, hết rồi, không có gì hết. Không có gì hết cái nhà. Không có gì hết. Bây giờ anh em mình đã quay cái nhà rong này xong rồi nha cả nhà. Bây giờ chuẩn bị về nhà nghỉ để tắm rửa, nghỉ mệt. Nghỉ mệt rồi kiếm cơm nước. Cái mặt tiền lua gốc cho anh Lập. Rồi hẹn cái nhà ở video vào ngày mai nha. Ngày mai cũng chuyến hành trình ngày mai nữa nha. Giờ xin tạm biệt cả nhà nha.